Rồi, xin chào cả nhà nhé. Bây giờ mình đang ở Sài Gòn về. Hiện tại trên mình đang trên con đường là cao tốc Long Thành Dầu Dây cả nhà nhé. Đây, hiện tại bây giờ nó đang đang kẹt xe cả nhà. Thì cái này là mình cũng kiến nghị là chính phủ thành phố Hồ Chí Minh là mở thêm cái cao tốc này, là ra mỗi một bên là khoảng tầm cỡ ba làn này cả nhà nhé. Thì là được 50 năm sau cho con cháu nó đỡ thoải mái, nó thoải mái luôn. Đặng nào bất công nào đấy, mọi nhà thấy không? Đây đây mình đang ở đường cao tốc đó. mà bây giờ như này, mọi nhà thấy không đó? Hình như trước mặt mình đang nằm với chỗ hình như là đường vành đai ba hay sao đây, đây này, đấy vành đai ba đang cắt ngang nhá, đi qua con sông luôn, mọi nhà thấy không? Đó vành đai ba này, đó vành đai ba, dự án vành đai ba này đó. Cả nhà thấy trước mặt thấy kẹt xe. Đây cả nhà mà nếu mà ai mà cùng ý kiến thì nhớ cho mình ý kiến ở dưới nhá. Để chia sẻ nhiều, lan tỏa nhiều để cái video này biết, để chính phủ hay là bên bộ giao thông thì có biết được thì cũng tăng thêm mỗi một bên 3 làn xe nữa để đỡ chặt hẹp, phải không? Đấy, bây giờ mới có 9 giờ sáng thôi mà đã kẹt xe rồi. Rõ ràng cao tốc mà chạy tốc độ này là chỉ có 30 cây một cây số một giờ là không được rồi. Đấy. Theo mình thì cái này phải lên làm ngay và luôn nhé, chứ không thể chậm trễ được. Mà cái này là còn quốc gia rồi, nên không cần phải nghiên cứu gì nữa. Mà cứ làm cao tốc một mét vuông là bao nhiêu tiền, cứ thế mà làm thôi. Mà làm ngay đi chứ không kịp rồi. Xe giờ nó ra quá nhiều người nào thấy không? Đó. Như lúc trước là mình chạy từ Phan Thiết vào trong Sài Gòn là khoảng tầm có 1 tiếng 40 phút thôi cả nhé. Nhưng mà nếu bây giờ kẹt xe này thì chắc phải có 3 tiếng phải vào nơi rồi nhỉ. Nó quan trọng nó kẹt ở ngay cái Long Thành Dầu Dây này này. Đấy. Chứ còn Dầu Dây Phan Thiết thì đi thì lại không kẹt xe nhà nhé. Chạy ok luôn. Đấy các bạn thấy không? Nhìn kỹ để ý kỹ nhá, lượng xe Phan Thiết vào cũng nhiều rồi mà thành phố ra cũng đông rồi, thấy không? Đó. Mình nói là Phan Thiết vào trong quay mà, chứ thực ra cái đường này là nó Đồng Nai này. Rồi thì Vũng Tàu và Rịa này. Tất cả ngoài Bắc vào đến Nha Trang, Khánh Hòa vào hết đây cái gì nè. Cái này mình cũng quay để mình nêu ý kiến ra xem là cả nhà nếu mà có đồng quan điểm mình thì cho mình cái like và share tin nhắn này cho nhiều người biết nhé. Đấy mọi người thì mình cứ quay Sài Gòn Phan Thiết Sài Gòn, bữa nay thì mình lại quay Sài Gòn Phan Thiết xem thế nào nhé. Xe rất đông người nhà thấy không? Đấy, tốc độ khoảng đi tầm đây này, cao tốc mà chạy 40-50 cây số này thì làm sao chịu nổi cả nhà, đúng không? Đấy. Mà càng gần trạm thu phí thì xe lại càng đông người nhà. Thực ra đi mấy cái đoạn này mất mẹ nó hơn tiếng đồng hồ rồi cả nhà. Các bạn đã đi Vũng Tàu hay đi Phan Thiết, đi Nha Trang thì nó cũng lâu ở cái đoạn này này. Đấy. Nên là bây giờ mình kiến nghị chính phủ, bộ giao thông làm sao mà làm sớm đi, mỗi một bên này ba thêm 3 làn nữa thì là ok luôn, chạy thoải mái luôn. Đấy. Nửa năm nữa là lại có vành đai ba nữa thì lại cũng đỡ kẹt cả nhà. Tại vì cao tốc các bạn biết sao, cái đường này là cao tốc này đi miền Tây hay đi tất cả đâu phải qua đây hết này. Đây là nhánh sông Sài Gòn như này nhé, đó, nhánh sông sông Đồng Nai nhưng mà ở đây vẫn còn Sài Gòn, qua cái cầu kia thì mới qua tới đấy được, cầu Long Thành thì mới tới được rồi, mới tới Đồng Nai nhé. Khu này khu đầm mặt này, bên trong có thấy phải của mình đi vào là khu cảng Cát Lái này nhé. Mình zoom cho nhà xem trên cái cầu kẹt cứng nhắc các đường đó, nhà thấy chưa? À, nhìn lên thì một bức tranh rất là đẹp của nhà thấy không? Nhưng thực ra kẹt xe ghê gớm luôn này cả nhà thấy không? À. Đây cả nhà đó, kẹt xe thế này sao mà chạy nổi? Này đâu phải là cao tốc này, nó đi các tỉnh mà đi Đồng Nai, Long Khánh này.
Phan Thiết rồi thì Vũng Tàu, Đà Lạt đều đi qua đường cao tốc này hết cả nhà ơi. Mong làm sao mà Bộ Giao thông Vận tải làm sao mà mở đường to thêm nữa, bốn bên ba làn nữa, hai làn nữa là đẹp rồi, nhưng mà theo mình thì cứ làm luôn ba làn luôn cho nó hoành tráng, đằng nào mất công sau này con cháu nó ra nó đông xe nữa. Đấy, thì mình làm luôn một thể luôn, đằng nào mình mất công làm, thay vì hai làn là 1 tỷ 2 tỷ một mét cho một cây số thì bây giờ mình làm 2 tỷ rưỡi đi. Đấy, nó chỉ thêm một tí thôi. Về trạm thu phí kẹt xe thì mình không nói rồi, đúng không? Nhưng mà cách trạm thu phí 15 cây, 10 cây nhá, vẫn kẹt. Rồi qua trạm thu phí 5-7 cây vẫn kẹt này. Đó, mình zoom lại cho các xem đấy, qua cầu này. Đó, xe còn kẹt nhúc nhích từng bước một luôn, thấy không? Đó. Cái video này thì mình mang tính chất lan tỏa để cho Bộ Giao thông Vận tải, mình anh em mình kiến nghị để cho Bộ Giao thông Vận tải làm to to cho bà con đi sướng nha nhé. Mà đi càng nhiều thì thu phí càng nhiều chứ không có gì cả nha. Thì mong sao mà cái đường cao tốc Long Thành Dầu Dây này nó mở rộng bốn bên thêm 3 làn nữa là thành bốn bên 6 làn nữa cả nhà. Là đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Xả trạm sao các nhà ơi, đông quá hình như xả trạm luôn, mình không thấy đọc xe của mình. Trời ơi, nó kẹt cứng nhắc kìa, qua trạm rồi còn kẹt cứng nhắc luôn này các nhà, thấy không? Đó. Trời ơi xe này trên trời dưới xe, chưa bao giờ mình thấy xe nó đông nhiều này, dài mấy chục cây số này. Trời ơi xe này. Nhưng mà nói thì thời Covid ra đường không có xe, bây giờ ra nhìn thấy xe sức cũng thích cả nhà. Tuy kẹt xe thật nhưng mà vui. Ngày xưa thời Covid thì đi có 2 tiếng thôi, 1 tiếng rưỡi là tới Sài Gòn rồi, bây giờ mà phải đi 3 tiếng cả nhà nhé. Cứ kẹt xe này thì phải 3 tiếng, hơn 3 tiếng này. Nhưng mà toàn bộ Phan Thiết Sài Gòn là cao tốc hết rồi cả nhà ơi. Mà bây giờ cao tốc vẫn kẹt xe này đấy, cả nhà thấy không? Đó. Cái này mình quay thực tế cho các nhà xem này, đó. Đó, nãy giờ mình cắt không cắt ghép tí nào luôn đấy nha. Cách 7 cây số, 10 cây số rồi trạm thu phí đã kẹt xe rồi. Đấy, thực tế là hai bên này. Rõ ràng là từ Phan Thiết vào bên kia bên đối diện ngày cũng đông nữa, thấy không? Sài Gòn ra cũng đông nhá. Đấy. Lượng xe rất là nhiều luôn. Rồi đi nãy giờ luôn, bây giờ mới sang địa phận Đồng Nai cả nhà, thấy không? À. Đây, dưới đây là sông Đồng Nai này. Đấy, cái sông này không biết nó to kinh khủng luôn cả nhà, thấy không? À. Tôi ở Việt Nam mình nhiều những chỗ sông nó đẹp thật cả nhà. À. Trời ơi đó. Đó. Quá đẹp luôn, thấy không? Đó. Đó, có ngắm cao tốc Long Thành Dầu Dây cũng đẹp cả nhà. Bây giờ ra đây bắt đầu mới thoát được xe này. Thôi, thời lượng video của mình cũng có hạn mà mình quay thế thôi cả nhà nhé. Xem được cái video này thì nhớ chia sẻ cho nhiều người xem cả nhà nhé.